Hello, xin chào bạn Trang. Hello, chào các bạn. Bạn Trang ơi, bạn đang chơi xe gì vậy bạn Trang? Xe múc cát. À, bạn đang chơi chiếc xe múc cát hả? Ồ, chiếc xe múc cát này nhìn bự quá bạn Trang ơi. À, xe múc cát này đẹp quá nha. À, bạn Trang ơi, hôm nay mình có một bất ngờ cho bạn nữa nè. Bạn chơi chiếc xe múc cát này rất là bự nha. Thì mình có một món quà cho bạn. Bây giờ bạn đi theo mình đi. Đi. Rồi, đi qua đây. Ê, rồi đem theo chiếc xe múc cát bạn luôn. Đó, đúng rồi. Đó, mình có một cái món đồ chơi muốn dành tặng cho bạn. Mở ra đi. Rồi, bây giờ đây, mình mở phụ ăn cho. Rồi, mở bằng keo ra. Rồi, mở ra. Đây, từ từ thôi. Mở đây nè. Rồi. Đó, ok. Rồi, được rồi. Mở ra. Ồ, có một xe đồ cát. Rồi, mở ra. Rồi, kéo ra. Cái đó là gì ta? Rồi. Thôi mở ra đi. Xe bự không bạn? Wow, xe rất là bự luôn phải không? Xe ben được luôn á nha. Trời ơi, xe khổng lồ luôn bạn thấy không? Đó. Xe bạn thấy xe khổng lồ không? Đó, xe bự luôn á. Rồi bao đang bạn dỡ qua ben được không? Bạn mở ra ben được không? Kìa có cái bạn kiểm tra coi có cái nào để ben được không? Mở đi. Nè, có cái cây ở đây nè. Đó, bạn thấy cây đó không? Mình thấy. Đó. Mình chậm chậm. Rồi, bạn gạt cái cây đó đi. Đó. Thấy chưa? Cái cây đó gạt qua gạt lại đó. Đó, bạn gạt đi. Đó, bạn dở dở như vậy là cái ben nó sẽ tự động mở, thấy không? Rồi, đẩy lại. Đẩy lại, mạnh lên. Nhấn lại, mạnh lên. Nhấn xuống mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh lên. Rồi, đây ha. Đúng rồi. Mạnh lên. Đó, rồi. Rồi bây giờ bạn thử mở cái lần nữa nào. Xe ben thấy chưa? Hay chưa? Đẹp chưa? Wow, xe quá bự luôn mà thấy không? Đâu bạn xây một vòng coi, bạn xây một vòng cho mấy bạn xem coi. Xe bự lắm. Xe bự lắm đó nha. Wow, đó các bạn thấy chiếc xe này bự không? Bạn đang thử ôm chiếc xe coi. Rồi, bạn đang ôm chiếc xe, đúng rồi. Ôm xe lên. Bơm xe đứng dậy coi, ôm xe đứng dậy coi. Wow. Bạn ôm hai bên này nè. Bạn ôm hai bên đó, coi xe bự cỡ nào. Đó. Wow, xe bự nha. Rồi, ok. Bạn đẩy múc cát đi. Rồi bạn để xe xuống, bạn đẩy đi múc cát đi. Rồi bạn đang theo chở theo xe cậu múc cát luôn. Chở theo được chiếc xe cậu múc cát bự luôn nha. Wow, rồi đẩy đi. Wow. Đó. Rồi. Ok. Đó. Bây giờ bạn đem lên đây. Rồi, rồi múc cát đi bạn Ren ơi, múc cát đi. Wow. Đó, xe múc cát rất là hay luôn nha, bự không? Đó, rất là bự luôn á. Wow. Rồi, múc lên. Đó. Nhiều cát chưa? Nhiều cát chưa? Chưa. À, chưa nhiều hả bạn? Rồi, múc nhanh lên. Múc nhanh lên còn đi giao cát cho các công trình nữa bạn ơi. Đi chở cát cho các công trình là chúng ta phải múc nhanh lên. Đúng rồi. Đó. Wow, xe bự quá. Trời ơi, chiếc xe của bạn Ren nó bự khổng lồ luôn nha. Rồi. Múc vô nào, nhanh lên bạn ơi. Rồi. Rồi, thêm đi. Xe này có thể chứa được nhiều cát lắm. Thêm cát đi bạn ơi. Trời ơi, bạn hốt về cho nó nhanh hả? Trời ơi, hốt rồi cho nhanh hả? Wow. Ok. Đó. Rồi, ok, chạy xuống đây, ben xuống đây ben cát nào. Wow, xuống đây nè, chạy xuống đây. Rồi, mở cái ben cát ra. Mở chưa? Mạnh lên. Mở ra rồi, đẩy lên. Cát nặng quá ha, cần phải dùng tay đẩy. Wow. Rồi đặng xuống. Rồi ok. Rồi lại tiếp tục nào. Xúc cát đi bạn ơi. Wow, đẩy đi nào. Rồi. Rồi xúc cát vô. Rồi múc cát vô. Ok. Rồi múc vô. Rồi bạn Ren làm nhiệm vụ của mình đi nha.
Đó, bạn đang làm nhiệm vụ bút cát đi. Rồi mình đi về có chút việc nha. Rồi chút nữa sẽ quay lại mình chơi với bạn tiếp nha. Bye bye bạn nha. Bye. Rồi.